chào toàn thể anh em bảy chim đêm nha. Hôm nay mình tiếp tục lại quay cái lưới cho anh em tham khảo nữa ha. Lúc này mình nhập cái do trời mưa bão mình nhập hàng Thái về không được nên mình nhập lưới hải loại về giá cho anh em ha. Anh em nào cần thì cứ alo ha. Lưới thì hải loại nha anh em. Hàng của Đài Loan nha anh em, nhưng mà cái chất lượng nó cũng rất là ok nha. Nó cũng tương đương với cái hàng Thái. Rất là dai nha anh em. Cái này là sợi 18 nha, sợi 20 nha anh em. 20 mà loại mịn đó anh em thấy không? Rất là khó thấy nha anh em. Bây giờ cho anh em tham khảo ha. Anh em nào cần thì cứ alo ha. Lưới mình đều gấp khoen hết. Tất cả các dòng loại lưới. Giống như là bữa mình quay cái video á anh em là mắc lưới 4 phân rưỡi. Mình gấp là 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi là tới gần nặng. Mình dồn lại 1 mét là cái mắc lưới là nó khoảng 60 đến 61 mắc. Nhưng mà đối với cái 7 phân này á là nó sẽ dồn lại 2 mét rưỡi dồn lại 1 mét á, thì nó cũng ra tầm khoảng 37 mắc nha anh em. Nhầm đếm cho anh em tham khảo nè. Từ đây qua tới đó là 1 mét nha anh em. Đây, đếm từ này nha anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 37 mắt nha anh em. Là tới cái khoen luôn nha anh em. Sát khoen là luôn là 37 nha anh em. Rồi, là 2 mét rưỡi dồn lại 1 nha anh em. Lúc này mình bắt khác hơn lúc trước. Tại lúc trước mình bắt có 2 mét dồn lại 1 rồi. Là cái thịt lưới nó ít hơn lúc này nha anh em. Lúc này mình thấy nói chung ra mình lúc trước cũng cái thịt lưới nó cũng ok lắm. Tại vì đa số là mình gáp cái 4 phân rưỡi với lại 5 phân nhiều, còn 7 phân thì ít. Nhưng mà lúc trước 7 phân mình cũng gáp 2 mét dồn lại 1 mét, nhưng mà thịt lưới nó hơi ít anh em. Nói chung ra bắt chim thì nó ok lắm nha, nó ít khi nào mà xảy lắm. Nhưng mà bây giờ mình thêm cái thịt lưới cho anh em cho nó tội dính cho anh em đánh bao anh em tới sáng mà không ra được luôn nha. Thịt lưới rất là mịn nha anh em. Lưới mình là lấy loại nhất nha anh em, hải loại nhưng mà đợt nhất nha anh em, loại nhất chứ không phải là đợt nhất, loại nhất. Đó, anh em thấy không? Nhìn nó rất là mờ nha, nó rất là cắt sỏi nó rất là nhỏ luôn. Đây, quay cho anh em ha, hai gốc hai biên nha anh em. Đó. Do điện thoại quay trong nhà nó hơi mờ anh em xem thông cảm ha. Nói chung ra cái sợi nó rất là mịn luôn chứ không phải là giống như hàng tàu của anh em đang đánh đâu ha. Cái này độ bén của nó rất là cao, độ dính chim nó rất là cao luôn, với lại cái thịt lưới nó rất là mịn. Đó, anh em nào cần thì cứ alo ha. Rồi, video đến đây kết thúc nha anh em, cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em nhớ like và subscribe ủng hộ mình với nha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.